À, vâng, em xin chào quý vị. Này. Hôm nay thì em nên cho quý vị một cái con giải mã nữa của Onkyo. Con này là con Onkyo đời V. Đấy. Và là đời cao nhất của đời V là V7. Đấy. Onkyo V7 nhưng model FR V7. Đấy. Cái model này thì trước nó sẽ có V3 và V5 nữa, thì sau đó đến V7. Và V7 là đời ra sau cùng và là đời xuất ra cao nhất của đời V. Cái đời V này thì nó sẽ rất là hay ở điểm là nó có ngay chỉnh bắt tép trên mặt máy này. Ấn tông ở đây, nó có thể tăng giảm ở đây nhé. Ấn lần nữa sang chat này, có thể tăng giảm được này. Đấy, rất là thích hợp để cho những anh nào mà về ghép thêm các cái loa MIDI vào để nghe nhạc, cũng như là mình sử dụng cho cái việc cắm điện thoại, cắm đường quang nhé. Con này bản thân nó sẽ có này, đường này 1, này 2 là các đường vào cho điện thoại máy tính này, và đường digital là đường vào cho TV Smart để cắm cắm đường quang này. Đấy. Có thêm cả đường tape, là đường mình có thể cắm thêm thớt tape vào đây, hoặc là mình cắm một cái thiết bị nào đấy khác vào đây cũng được nhá. Đấy. Ok được luôn, kể cả cắm điện thoại vào đây cũng được nhá. Đấy. Đấy. CD thì quý vị thấy là em test ở đây là đĩa vẫn đang ra vào bình thường và vẫn đang đọc đĩa nhá. Đấy. Ok, bây giờ em sẽ test cho quý vị luôn là cái đĩa này xem nó chạy thì được không nhá. Đấy. 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 Nghe mãi cái bài đấy chán rồi, chuyển cái bài nào đấy nó khác tí đi. Đây bài này đi. Đấy nhá. Cái deck bài ở đây nhá. Bình thường khi mình không chỉnh bát tép thì đây sẽ là deck bài. Đấy. Còn khi chỉnh bát tép để ấn tông này, lần đầu sẽ ra bát. Đấy. Muốn tăng bát thì vặn lên, muốn giảm bát thì hạ xuống. Đấy. Tăng đây. Ấn một lần nữa sang chép tăng lên hoặc giảm về thì tùy. Đấy. Ở đây sẽ có thêm một chế độ S bass on, tức là off, on on và off nó khác nhau nhá. Khi on lên thì tiếng bass sẽ nhiều hơn, khi off đi thì bass sẽ trở về bình thường. Tức là S bass on này là chế độ để tăng cường thêm bass nhá. Còn bình thường mình nghe thì chắc là để off thôi. Đấy. Còn nếu như mà nghe các cái dòng nhạc nó mạnh ấy, thì mới dùng on. Đây về mặt mũi con này rất đẹp này. Gái lưng ông có bao người thầm mong theo, mẹ giúp con gái yêu lấy chồng đi, chị thương hai đứa em. Wow, con này rất là hay. Đấy thì đấy là CD đang chạy này. Đấy thì bây giờ em sẽ quay một chút cái xung quanh một chút cho quý vị xem nhá. Đây, đây, đấy. Lắp máy lắp miếc này, vỏ viết còn ok đẹp nhé. Còn tất nhiên đây là hàng bãi, hàng cũ, em cũng nói rồi, hàng bãi hàng cũ không phải là hàng mới 100%, nên là nó sẽ có một vài vết vết nọ vết kia một tí xíu thì là điều không thể tránh khỏi được. Còn với con này thì em nhìn ở đây một cái tổng thể của nó thì gần như là nó rất là đẹp rồi, đẹp gần như là đẹp như mới luôn. Đấy. Gần như là đẹp như mới luôn quý vị nhé, quý vị nhìn thấy không, rất đẹp. Đấy. Tại sao lại dùng đẹp như mới, không đẹp, không phải đẹp đẹp mới luôn, bởi vì nó là hàng bãi hàng cũ rồi, không thể nói nên dùng từ đẹp như mới, đẹp mới 100% được nhá. Rồi một đấy. Đêm sáng trăng có vỏ viết này rất ok rồi, đúng không? Đấy. À đằng sau nhá, đằng sau thì mình sẽ có những kết nối như sau. Đây đằng sau này, line 1 để cắm điện thoại này, rồi em cắm vào này. À, cắm vào này. Tí em sẽ kết nối điện thoại cho quý vị xem. Đường quang này, đường quang đây người ta còn chưa dùng, bây giờ mới bỏ ra dùng nhá. Thì mình cắm đường quang vào này. Nếu muốn làm giải mã thì sẽ kết nối tín hiệu output ở đây xuống nhá, đường tape out xuống. Đấy. Cái vấn đề là khi mà có một vấn đề nữa phải lưu ý quý vị này, cái CD này là em test thêm, em không bao chạy CD đâu, còn em test thêm thôi nhá. Đấy. Quý vị về chúng ta ở đây em test thêm, có nào chạy được thì em sẽ báo, có nào không chạy được thì thôi. Đấy. Và cái này thì về mọi người dùng cho em những các cái đĩa nó tốt tốt một tí, đừng dùng các cái đĩa kém quá. Đấy.
đĩa lâu năm quá rồi để tận dụng lại thì đâu cũng không phải là tốt đâu. Dùng cho em các cái đĩa mới và đĩa tốt nha. Thì nó sẽ bền hơn cho cái mắt. Đấy, vì mắt này nó gì, nó đây là đã có một quá trình sử dụng rồi. Đấy. Nên là để giữ gìn nó được tốt thì nên dùng những cái đĩa tốt nha. Đấy, đĩa ok này. Nhà đĩa ok nha. Đấy. Còn bây giờ em sẽ test thử cái đường quang. Này. À, đường điện thoại trước đi. Cái điện thoại đâu nhỉ? À đây rồi, điện thoại đây rồi. Điện thoại đây. Thời con gái lưng ong. Bà chị tôi này phải nói là rất nổi tiếng. Của Trần Tiến nhỉ? Em hình như em có tải một hai cái bản nhạc về đây. Đây rồi. Đây thử luôn cái bản này. Bản test loa. Ở một số các điện thoại thì nó hay có cái tính năng là nó giảm bớt cái âm lượng khi mà mình cắm tay phone vào nhá, thì là chúng ta nhớ tăng âm lượng của tay của cái phần điện thoại lên nhá. Đây. Hai bên về tiếng này. Đấy. Đỏ vừa có tiếng rồi đúng không? Trắng này. Ok nhá. Muốn chuyển đường điện thoại thì ấn nút line ở đây và chuyển nó sang đường line 1 nhá. Đấy. Còn đường quang cũng ấn nút này và chuyển nó sang digital là được. Ok chưa? Và mỗi cái đường vào nó sẽ có những cái âm lượng nó đưa vào khác nhau, nên chúng ta khi mà chuyển đường vào thì nên bạn nhỏ xuống, như vừa rồi em để to tiếng nó sẽ rồ lên và mình sẽ bị giật mình nhá. Đấy, ok, trở lại với cái điện thoại này. Tí mình sẽ test đường quang nhá. Này. Đây, bây giờ muốn chuyển đường quang ứng vỗ nút này ở đây và chuyển nó sang đường digital. Đấy, em có tiếng thôi. Anh ơi, tôi biết nói chi đây. Giây phút quyến luyến chia tay, căn gác đã đến phiên rồi. Kỷ niệm trong đời, lời tôi lần cuối thôi nâng cạn hết. Nha, con Onkyo V7 này là tất cả các chức năng là đường điện thoại, đường quang và CD em có test cho quý vị rồi, nó đều đang đọc bình thường nhá. Thì con này giá của nó là đi 1.600.000, để bác nào có nhu cầu mua hãy liên hệ cho bên em nhá, hàng đẹp luôn, 1.600.000 thôi. Đấy, anh nào mua hãy liên hệ cho bên em. Đấy, đời cao nhất của đời V7, Onkyo V7 giá 1.600.000 đồng. Số điện thoại liên hệ của bên em là 0979891682 hoặc là 0966594581, và quý vị hãy liên hệ cho em theo hai số đó nhé, 0979891682 hoặc là 0966594581. Ok, em xin chào các anh và xin gặp lại các anh ở những video theo của bên em. À, và nhớ là hãy đăng ký kênh, ủng hộ kênh cho em. Này, mà nếu như ai chưa đăng ký, còn những ai đăng ký rồi thì mà chưa ấn chọn thông báo thì ấn tiếp cái chuông và chọn tất cả thông báo cho em nhé, thì sau này khi có hàng về chúng ta sẽ nhận được thông báo. Và địa chỉ cửa hàng tại số 57 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Vâng, em xin chào mọi người.